Nữa nói sau đấy. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi tập nhìn nhau của chúng tôi tiếp tục ăn một món ăn. Đó chính là kẹo thạch thịt. Kẹo thạch. Đây. Và đây là kẹo thạch của chúng tôi. Đây là thạch trái cây. Nào cô tập nhìn nhau ăn. Bây giờ nhá, sẽ có một thử thách cho các bạn nhỏ của bộ tộc nhí nhố nhá. Là trong vòng 5 phút là sẽ đánh bay hộp thạch này. Đánh bay. Được không? Đấy các bạn ạ. Trông như thế thôi nhưng mà rất là nhiều thạch, rất là nhiều nước, để ta xem nó có ngọt chua chưa. Rất là ngọt. Đầy hai cái này thôi. Rồi, cho vào đây nữa. Rồi. Đây. Đây. Đâu, các thành viên của bộ tộc nhí nhố đâu? Có đủ thìa chưa? Nào, bây giờ xin mời bộ tộc nhí nhố chúng ta tập trung vào xung quanh hai cái bát thạch này nào. Thử thách đặt ra cho tất cả các thành viên của bộ tộc nhí nhố là phải ăn hai cái thau thạch này trong vòng 5 phút. Nếu mà ít người thì cho 10 phút, nhưng mà đông người như thế này, lực lượng đông to béo thì phải cho 5 phút thôi. Được chưa? Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Nào, 5 phút đấy, 2 giây trôi qua rồi, tránh tình trạng để rơi ra quá nhiều. Ôi, 5 phút đấy nhá. Thời gian 1 phút rưỡi đã trôi đi. Ăn đi. Nè, sắp hết thời gian rồi, nhanh lên. Ừ.
đang tính thời gian đấy nhá. Chỉ còn hơn một phút nữa thôi. Đây còn một thành viên của bộ tộc Nhí Nhố, có vẻ không quan tâm người ta đang ăn, đang uống cái gì. Gọi bạn ra đây xem nào. À, em út của bộ tộc Nhí Nhố đang nằm trong nôi. Nào, đi bỏ cuộc rồi à? Sắp hết thời gian rồi. Chỉ còn 30 giây nữa thôi, nhanh lên. 30 giây nữa thôi. Nào, 20 giây nữa. Chỉ còn 20 giây nữa là như thế này thì khả năng là bộ tộc Nhí Nhố của chúng ta không ấy rồi. Có ăn được nữa không? Nào, có ăn được nữa không? Đến thời điểm bây giờ là hết thời gian rồi. Theo như thử thách anh đặt ra là 5 phút, bây giờ là quá 5 phút rồi. Quá 5 phút là hết thời gian. Và như vậy là thử thách này bộ tộc Nhí Nhố chưa vượt qua. Đã có những người bỏ cuộc. Nào ai bỏ cuộc không ăn được nữa giơ tay lên. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, bảy người, tám người. Ui dồi ôi. Ôi ôi. Tưởng thế nào chứ. Chán quá. Thôi cuối cùng thì bộ tộc Nhí Nhố là nó cãnh bụng rồi, không thể ăn được nữa rồi. Đấy, video của bộ tộc Nhí Nhố xin được khép lại tại đây thôi. Nào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Đấy là nói sau đấy.